Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với trang Beauty nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trang trí cọ nét bằng giấy bạc nha. Các bạn cùng theo dõi mình. Và đây là thành quả của mình nha. Nếu các bạn thích thì hãy like và subscribe kênh Trang Beauty giúp mình nhé. Và hãy theo dõi trang để nhìn ra nhiều video hay hơn nha. Hẹn gặp các bạn ở những video sau.